Tiếng la thất thanh khiến cả đội giật mình. Có chuyện gì thế? A bỏ tôi ra. Ai mà gớm thế? A ha ha, tôi nghĩ lần sau đi chơi sẽ tốt hơn. Nè, đi khỏi đây đi. Ỏ boy, tới đây nào. Có muốn làm vài ly với thầy không? Ai cứu dùng Vinny với. Trời ạ, đó không phải là thầy Mario Nam sao? Khoan, ông ta có phải là Ricardo Rossi, tay đua nổi tiếng trong chiếc áo jersey hồng từ Ý 8 năm trước. Áo jersey hồng là biểu tượng của những tay đua người Ý, và chiếc áo đó sẽ được trao cho quán quân của Giro d'Italia. Mình chưa từng nghĩ tới việc sẽ được gặp ông ấy tại đây. Ông ta trông như mấy thằng gay vậy. Không phải đó là Rossi, tay đua nổi tiếng người Ý sao? Không thể nào. Vinny được thầy Mario ôm đến mức chấn thương tâm lý luôn rồi. Khổ thân thằng bé. Thật vinh dự khi được gặp ngài Mr. Rossi. Cháu chỉ được thấy chú qua TV khi còn nhỏ thôi. Cháu chưa từng nghĩ sẽ được gặp chú bằng da bằng thịt thế này. Ha ha, thật bất ngờ khi các thanh niên ở đây lại nhận ra ta. Mà đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Giờ ta đã là công dân Hàn Quốc. Cậu có thể gọi ta bằng tên mới ở Hàn là Mario Nam. Jun, anh có biết chuyện này không? Không, anh cũng vừa mới biết. Thầy đã tới sân vận động này ngay từ đầu rồi sao? Ha ha, vì là một giáo viên mẫu mực nên tôi luôn ở phía sau ủng hộ học sinh của mình. Thầy hiệu trưởng đã dặn dò ta sẽ hộ tống các em về nhà an toàn sau cuộc thi. Chúc mừng các em đã vượt qua vòng loại. Vòng đua nhóm 8 người đang đi đến hồi kết. Monster từ đội Giant đang giữ vị trí đầu tiên của vòng đua này và giờ đã cán đích giành vị trí thứ nhất trong bảng vòng loại. Tay đua số 8 từ đội Zephyras cũng đã về đích trong thời gian quy định. Hyomin làm khá tốt đấy chứ. Ja Boy, có vẻ như mấy tên đó cũng đã được vào rồi. Vòng đua nhóm 9 người cũng đã kết thúc vòng loại ngày hôm nay và cuộc đua đầu tiên của đồng loại đã kết thúc với những ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua sau. Trên chiếc xe màu hồng, quả là một ngày dài đối với các em nhỉ. Các em sẽ có những trận cuối trong vòng 4 ngày, vậy nên hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé. Nhưng vẫn phải đến trường vào ngày mai đấy. Mẹ kiếp, sao mình phải ngồi kế ông chú này cơ chứ? John đang suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cậu có vẻ lặng im vậy? Hả? Tôi chỉ đang nghĩ về cuộc đua lúc nãy thôi. Mọi tay đua đều đến đây với tinh thần quyết tâm để về đích sớm nhất, dù chỉ là hơn nhau vài giây, và vài giây đó lại quyết định cho ranh giới nụ cười hay nước mắt. Mình chưa từng nghĩ lại có thể được trải nghiệm một ngày như hôm nay, từng giây từng phút thực sự vô cùng quan trọng. Mà trước giờ mình chỉ sống qua từng ngày một cách vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự gấp rút của thời gian. Ha ha, nếu hôm nay em cảm nhận được điều đó qua cuộc đua, thì em đã có một ngày vô cùng ý nghĩa hơn là thời gian bỏ ra ở trường học đấy. Trong tương lai, khi em tốt nghiệp và bước vào đời, sẽ có những thứ còn khắc nghiệt và khó khăn hơn rất nhiều. Em sẽ sống trong một cuộc cạnh tranh ngầm, không dễ dàng như cuộc đua hôm nay đâu. Thầy nghĩ nếu các em biết trân trọng từng giây từng phút như hôm nay, thì khi lớn lên các em sẽ trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Vì các em biết sử dụng thời gian hợp lý. Nhưng đừng nên dành thời gian vào thứ các em không muốn làm. Thầy hy vọng các em sẽ dành thời gian cho những thứ mà các em thực sự muốn. Vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và không thể quay trở lại quá khứ. Nghe những lời nói kia khiến chủ tọa có suy khác về ông thầy này rồi đấy. Vậy là xe đã đến nhà của Jay. Làm tốt lắm các cậu. Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai nha. Đừng có đến muộn đó. Tạm biệt. Rách dạo này lớn quá nè. Làm xong bài tập rồi, đến giờ xem thế giới meo meo thôi. Thằng em cuồng mèo bật TV lên thì bắt gặp cuộc đua. Gì vậy? Sao cứ phát lại mấy cuộc đua giờ òm vậy chứ? Số 55 đã vượt qua cả hai tay đua và đang dẫn đầu. Hả? Cậu ấy đã vượt lên sau khúc cua. Hay, mệt hết cả người. Về nhà là tuyệt nhất mà. Nhà chính là thiên đường. Nè, về nhà của cậu đi. Nè nhóc, anh mày về mà không chào một tiếng à? Cậu em đang ngồi xem hoạt hình mèo nên đếch thèm ke. Chào. Cứ đợi phải nhắc mới thưa à? Phù, nóng quá, tôi đi tắm đây. Nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Đệch, cho bố giải quyết nỗi buồn trước đã thằng kia. Nè, mở cửa ra. Ngủ luôn trong đó rồi hay sao? Chậc, xem lịch đua kế tiếp thôi. 4 ngày nữa, là ngày mấy nhỉ? Hôm nay là ngày 14. Vậy, hà, đánh dấu đỏ này là sao? Ngày mai là ngày gì à? Này nhóc, ngày 15 có dấu đỏ này là sao? Em không biết. Mấy thứ trên lịch đều là mẹ viết. Có lẽ là ngày nộp thuế hay gì đó. Ơ khoan, đó là sinh nhật của anh Jay. Sao cơ? Jay từ nhà tắm bước ra thấy Minu trên giường. Này nhấc cái mông của cậu xê ra kia. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở trên giường. Ờ ok. Minu đang lén lút nhắn tin với ai đó. Nè mấy đứa, ngày mai là sinh nhật của mọt sách đấy. Ê, dạo gần đây cậu có muốn một thứ gì đấy không? Không, hỏi làm gì? À không có gì. Cu Zom đã rep. Cái gì cơ? Ngày mai là sinh nhật của Jay á. Vậy chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ hay gì đó cho cậu ấy chứ nhỉ? Ra, cơ mà giờ tôi lại đang cháy túi. Ê Ina, có tiền không cho mượn phát đê. Sally tham gia cuộc trò chuyện. Cái gì cơ? Sinh nhật á, sao giờ mới nói cho tôi chuyện này hả trời? Sao mà chuẩn bị quà kịp đây? Ina rep lại. Thế thì nhấc cái mông đi về đi. Định ở đấy thêm bao lâu nữa hả? Mia, thật sao? Thấy tụi mình góp tiền mua quà cho cậu ấy đi. Anh Jun cũng lên tiếng. Mỗi người nên góp ít tiền rồi tổ chức tiệc cho nó, như Mia nói đó. Anh không cần phải làm gì đâu Jun. Kỳ thi sát sắp đến rồi đó, đừng quên chứ. Nhưng mà anh vẫn nên có mặt. Nếu không thì anh sẽ có cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi trong bộ này rồi. Hu hu. À, chắc vậy.
dù sao thì chuẩn bị lên kế hoạch vào ngày mai thôi. Minu nhớ lại lúc vừa rồi. Nè, sao đến nhóc còn không nhớ sinh nhật anh trai mình thế hả? Gì chứ, anh ấy đâu còn là một thằng nhóc nữa đâu. Bộ anh tưởng chi trả trong một bữa tiệc là dễ lắm hả? Giờ còn mấy ai làm cái trò mèo đấy nữa chứ. Chú mày trông như ông cụ non đang nói về đời vậy. Gia đình em thường không làm gì nhiều trong những ngày sinh nhật cả. Chủ yếu mọi người chỉ ra ngoài và ăn tối cùng nhau nếu có thời gian. Và Jay cũng chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật nào cùng với bạn bè, nên em nghĩ anh ấy không có quan tâm lắm. Cuộc sống này là một trận chiến bro ạ. Anh sẽ không thể tồn tại trong xã hội nếu cứ tổ chức ăn mừng vì những điều nhỏ nhặt như thế. Tuy vậy tớ vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu. Được không Jack? Mình sẽ thật sự đá mông thằng nhóc đó khi không có ai ở đây. Sáng hôm sau tại trường Sunny, trong trường đã bắt đầu có chen đi xe đạp. Có muốn đua xe sau giờ học không? Haha, chắc chắn rồi, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của cặp giò này khi đã được tôi luyện với bóng đá. Sao hôm nay nhiều học sinh đi học bằng xe đạp vậy nhỉ? Jay và Minu cũng đã đến trường. Nhìn kìa, anh ấy tới rồi, cựu hội trưởng hội học sinh, ý mình là bậc thầy của những chiếc xe đạp. Trời ơi, thánh bẻ của đã đến. Ôi, thánh Jay. Học sinh bu lại quanh Jay. Trận đua hôm qua thật tuyệt vời. Cậu đang đi kiểu xe nào thế? Mình cũng muốn một cái y hệt của cậu. Cậu bắt đầu đi xe từ khi nào? Dạy cho tớ đi, bla bla. Jay đến toát mồ hôi hột với mấy khứa này. Này lũ nhóc kia, các cậu tụ tập ở đấy làm gì hả? Này mấy cậu, ông Zom phi xe đến cùng cậu bạn Jordan trên lưng. Hả? Này, tôi đã nói với cậu là đừng mang con chó chết tiệt đó tới trường rồi mà. Là la la, tôi cũng có thể bốc đầu đó nha. Nè, đừng có lái xe kiểu đấy nữa, nguy hiểm lắm đó. Ha ha, mới sáng ra mà thầy đã bực bội rồi sao? Thưa thầy, chẳng phải rất tuyệt khi đám học trò đã tìm được một sở thích mới rồi ư? Này mọt sách, cậu gần như là một celeb ở trường rồi đấy. Ha, mình cũng đua hết mình rồi đó, nhưng mà Jay chắc chắn đã tỏa sáng hơn. Này Jay, ý tôi là vua xe đạp. Xin hãy dạy chúng tôi thủ thuật đua xe vào bữa trưa hôm nay. Chúc mừng ngài đã hoàn thành cuộc thi. Chúng tôi đã xem toàn bộ cuộc đua hôm qua, ngài thật là ngầu. Những kẻ này thật là thảm hại. Sao cơ? Học sinh là phải tập trung vào việc học. Hãy nhìn cách chúng mày đang tôn sùng hắn ta chỉ vì hắn đua xe giỏi xem. Điều này đang thể hiện chất lượng của cái trường này đấy. Chẳng lẽ mày nghĩ họ sẽ gửi cho mày một đội ngũ chào mừng từ các trường đại học hay các trường học lớn khác chỉ vì mày đạp cái xe ngu ngốc đó? Ngưng ảo tưởng đi. Mày ngưng ảo tưởng thì có thằng khốn. Rồi xong, thằng hội trưởng đi luôn. À, bọn mày sẽ hối hận vì đánh hội trưởng của mình đó. Tao sẽ làm cho chúng mày bị bắt giữ vì tội bắt nạt. Tất cả sẽ bị đình chỉ. Các cậu không cần phải đi quá xa vậy đâu. Hầy, đến trường mà vất vả quá. Này đồ băng dính. Tôi bảo cậu phải cẩn thận trong lúc đua cơ mà. Chào các chàng trai. Nhìn mặt cậu đi. Tại sao lúc nào cậu cũng phải dán băng gạc vậy hả? Ờ, thì cũng khá khó để có thể cẩn thận mà. Jay, trận hôm qua tuyệt lắm. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu trong cuộc đua tiếp theo. Cảm ơn. Tiện thể Sally đâu rồi? À, cô ấy nói cô ấy có một số thứ phải làm ngày hôm nay cho nên có thể sẽ không đến trường được. Này Jay, hử. Hôm nay sau khi tan học, chúng tôi định sẽ làm một buổi huấn luyện đặc biệt cho cả đội. Huấn luyện về thứ gì? À thì hiệu trưởng bảo chúng ta phải tiếp tục học tối nay và đi thẳng đến chỗ tập. Thầy bảo là chúng ta cần phải tập nhiều hơn cho cuộc đua tiếp theo. Sao cậu ta lại ấp úng vậy trời? Buổi chiều sau khi tan học, câu lạc bộ DVD, đây là một club không phải chứ? Chúng ta phải tập luyện tại đây sao? Tôi cũng phải đến đây ư? Tất nhiên rồi. Chúng ta ở cùng một đội mà. Tôi thỉnh thoảng làm việc ở đây vào buổi tối nè, và tôi đã hỏi ông chủ có thể mượn chỗ này một lúc không? Hôm nay nó vẫn chưa mở cửa cho nên ok lắm. Sẽ không có ai quanh đây đâu. Tiện thể, chào mừng mấy nhóc đến với nhà của anh. Hừm. Ế, tính đi đâu vậy hả thằng kia? Tôi về nhà đây. Từ từ đã nào. Cứ đi theo bọn tôi. Bỏ tôi ra. Tại sao học sinh cấp 3 lại đi club vào giờ này? Cứ đi đi rồi sẽ biết thôi. Có chuyện gì vậy? Nghiêm túc đi. Đến rồi. Đây là nơi nào? Sao mà tối thế? Tôi chả nhìn thấy. Bùm. Chúc mừng sinh nhật Jay. Cậu là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy. Nên là đội cái này vào. Được rồi. Thổi nến nào. Wow. Trông mặt ông Jay là vui dữ chưa? Dù sao thì chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nha. Sao cậu không nói với mọi người về sinh nhật của cậu? Đúng vậy đó, chúng tôi có thể đã bỏ lỡ nếu Minu không nói đấy. Minu sao? Làm thế nào mà cậu biết? Mẹ cậu đánh dấu ở trên cuốn lịch và tôi đã hỏi em trai cậu đó là ngày gì. Mẹ tôi không thường hay đánh dấu những thứ như thế ở trên lịch. Hả? Vậy sao? Hay là bố cậu nhỉ? Mà bỏ qua đi. Cái quan trọng là chúng ta đã biết hôm nay là sinh nhật của Jay. Nè, quà sinh nhật của cậu. Chúng tôi đã cùng góp vào mua nó đấy. Cứ nhận lấy đi đừng ngại. À, Minu nói rằng đây là thứ là cậu sẽ rất cần đến, nên chúng tôi đã lấy nó. Nè nè, mở ra đi, cái đội này đáng yêu quá đi. Nhanh nhanh xé nó ra. Nè xé mỗi cái dây gói thôi. Trông Vinny cô đơn vậy kìa. Không biết nhóm này tặng gì nhỉ. Một chiếc mũ bảo hiểm màu đen. Mũ bảo hiểm à, cậu thấy sao? Thích nó chứ. Sally còn cúp học để đi chọn quà và chuẩn bị bữa tiệc này đấy. Cậu nên cảm ơn cô ấy đi. Thấy tôi không, tôi cũng đội mũ bảo hiểm nhưng cuối cùng vẫn sứt đầu mẻ chán đây.
cuộc đua sẽ càng ngày càng khó nhằn hơn, nên hãy lái xe an toàn với chiếc mũ đó và đừng để bị thương nhé. Đúng rồi đó, anh mong rằng mọi người sẽ để lại những kỷ niệm đẹp trong cuộc đua lần này. Mọi người, từ từ chờ tôi một chút, tôi sẽ cho nó một thiết kế thật ấn tượng. Hình dáng là ngầu nhất cho mũ bảo hiểm đó. Đợi đi, tôi sẽ biến nó trở nên đỉnh của đỉnh. Có muốn tôi thêm một chút EDM cho thêm sôi động không nhỉ? Quẩy đến giờ quẩy rồi sao? Nhảy thôi nào, Zom sẽ đánh DJ cho chúng ta. Thôi tôi ổn, tôi sẽ xem mọi người ở đây. Thôi nào, đừng có ngồi không như vậy chứ. Chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi mà. Nhưng mà, tôi không hợp với bầu không khí này lắm. Ây ra Zom nhà ta đánh nhạc ngầu bá cháy. Tại nhà dây, cậu em đang ngồi chơi với Jack. Trông nó cười tích cả mắt kìa. Chắc giờ này mấy ông kia đang vui lắm. Nè, xong rồi đây. Minu, lại đây đi. Gì vậy? Cậu ấn mũ lên đầu dây. Sally thì đang quẩy nhiệt tình. Yuna và Mia cũng không kém cạnh. He he, tôi đã trộn một ít soda với một loại nước để làm thành một cốc sinh nhật đặc biệt cho dây. Các cậu thấy sao? Ha ha, nhưng mà sinh nhật thì phải có một chút men chứ nhỉ. Trông cốc này có vẻ hơi nhẹ. Cũng đúng, nhưng mà chúng ta vẫn đang chưa đủ tuổi mà. Ra, chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn đâu. Kệ mẹ đi, cứ đổ một ít vào. Đù, thằng này chiến. Mày điên à? Trông mấy thằng quỷ kìa. Làm ơn nhẹ tay thôi mấy đứa. Trẻ em dưới 18 tuổi không được uống rượu đâu nhá. Món quà thứ hai đã sẵn sàng rồi đây. Tôi gọi nói là hơi thở của rồng. Bỗng dưng một bàn tay cuỗm lấy cốc nước. Phù, nhảy xong nóng ghê. Cảm ơn vì cốc nước. Sally tu luôn một hơi. Gọi xong, đi rồi Lượm ơi. A, à, đồ uống gì thế này? Phê thực sự. What the. Cảm ơn nha. Khô, không có gì. Liệu cô ấy có ổn không nhỉ? Úi giời, bà này cũng kém ghê, mới có một cốc mà đã sập. Hả? Sao đột nhiên lại thấy biêng thế nhỉ? Mấy ông tướng toát hết cả mồ hôi. Tiên sư chắc chắn là không ổn rồi. Này, chuyện này tệ đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Tôi không biết. Tôi chỉ giúp cậu thôi mà. Sao chóng mặt thế nhỉ? Họ đã bỏ cái quái gì vào đồ uống không biết. Sally thấy Jay đang cài mũ bảo hiểm. Nè Jay, sao cậu lại ngồi như một thằng ngốc ở đó với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu vậy? Giật cả mình. Nhìn gần trông cậu đẹp trai thật sự đấy. Nghe tôi giấu thì Mario Nam nhỉ? Sao cậu lại như thế? Cậu uống rượu à? Chủ tọa thấy có điểm rồi đó. Nè, nên làm gì đây hả Minu? Chúng ta có nên cản cậu ấy lại không? Tình hình là, rất tình hình. Nếu thầy hiệu trưởng mà biết chuyện này thì chúng ta chết chắc. Họ đang làm cái quái gì vậy? Đừng có ngồi đơ như tượng vậy chứ. Hãy thể hiện cảm xúc và cười với tôi đi nào. Tôi thực sự rất thích cậu. Nhưng mà, tôi thực sự cảm thấy tổn thương mỗi khi cậu nói chuyện thô lỗ với tôi đấy. Cậu có biết không hả? Tôi biết cậu là một người cứng nhắc. Nhưng nếu cậu cứ hành xử như vậy, liệu ai sẽ thích cậu đây? Tốt hơn hết cậu hãy đối xử tốt với tôi khi mà tôi vẫn còn thích cậu. Chùi ui, sao càng ngày càng gần vậy? Rồi xong, chiếc mũ anh rơi trò chơi bắt đầu. Một chiếc hôn đồng nhiệt được trao ngay trong ngày sinh nhật. Thanh niên này số hưởng thế không biết. Mấy ông bạn hóa đá luôn rồi. Này này, ngăn họ lại mau. Nếu xảy ra điều gì hơn nữa thì chúng ta sẽ tiêu đời mất. Khỉ thật, mình thậm chí còn chưa bao giờ hôn một cô gái. Cái hơi thở rồng đáng chết, đáng nhẽ ra mình nên đưa nó cho Ina. Đó mới là quà sinh nhật thực sự dành cho nó. Hai đàn em của Zom đang bước vào. Thưa cậu chủ, đã quá giờ mở cửa club rồi. Khách sẽ bắt đầu vào trong. Sally đủ rồi, tránh ra khỏi người cậu ta đi. Hai người đang làm cái gì vậy? Ha, bọn họ đều đang tận hưởng tuổi thanh xuân. Thiết nghĩ ta nên lùi giờ mở cửa một chút. Cẩn thận cửa. Mia đưa Sally về nhà mình. Sally à, nằm xuống đây đi. Báo quá Sally ơi. Tàn tích sau khi bị cưỡng hôn. Các cậu bị điên hết rồi à? Sao lại có thể vào rượu mạnh vào trong đồ uống như thế? Dù có đùa cũng phải có giới hạn chứ. Bây giờ các cậu định giải quyết thế nào đây? Xin lỗi, sao mình lại vướng vào rắc rối này với họ chứ? Dù sao thì chúng ta nên làm gì với Sally đây? Nếu mà đưa cậu ấy về trong tình trạng này thì chắc thầy hiệu trưởng sẽ chặt đầu chúng ta mất. Vậy thì để Sally ngủ lại nhà của tôi đi. Các cậu có thể đưa cậu ấy đến nơi bắt taxi được không? Nhìn thanh niên đang hưởng thụ kìa. Sally đã tỉnh. Đau đầu quá. Cậu tỉnh rồi à? Nè, uống chút nước lạnh đi. Ok, cảm ơn cậu. Nhưng tôi đang ở đâu đây? Nhà của tôi. Trông cậu có vẻ say lắm nên tôi đã đưa cậu về. Tôi đã gọi cho thầy hiệu trưởng rồi nên cậu có thể ngủ ở đây tối nay. Và giờ cũng khá muộn rồi. Tôi không thể nhớ được chuyện gì cả. Bọn đần độn kia bỏ cái quái gì trong đồ uống không biết. Chết tiệt, mai tôi sẽ giết chúng nó. Ôi cái đầu tôi, vẫn còn đau lắm hả? Hay tôi đi mua thuốc cho cậu nha. Thôi tôi ổn mà, ngủ một lúc là khỏe lại ngay. Cảm ơn nha, tối nay tôi đành làm phiền cậu vậy. Không sao mà, đây là việc bạn bè nên làm. Tôi để vài bộ quần áo cạnh giường đó, cậu có thể thay cho thoải mái. Thế, cậu thực sự thích dây sao? Đúng vậy. Sao? Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu và dây dường như rất hợp nhau. Tôi thực sự ghen tị với cậu. Có thể tự tin bày tỏ những cảm xúc và suy nghĩ của mình với người khác. Ước gì tôi cũng vậy. Việc đó có gì khó đâu. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là nói và hành động với sự chân thành trước mọi người. Ừm, tôi thấy ngại. Việc này nghe thực sự rất khó đối với tôi. Sau tất cả, tôi chỉ giữ lại mọi thứ trong lòng. Tôi nghĩ cũng chính vì tính cách này mà tôi đã bị bắt nạt suốt năm cấp 2. Tôi không thể hiểu được vấn đề của cậu.
họ cũng chỉ con người giống chúng ta. Tại sao phải cảm thấy cô độc và lo sợ suốt cuộc đời cơ chứ? Với ngoại hình đó, cậu nên nghĩ bản thân xinh đẹp, cậu thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa nếu như cậu trở nên quyết đoán và tự tin. Nếu cậu thay đổi bản thân, môi trường và tương lai của cậu cũng sẽ thay đổi. Giống như hiệu ứng cánh bướm vậy. Hầu hết mọi người đều giỏi đổ lỗi và phán xét người khác. Nhưng tôi không nghĩ, có nhiều người thành thật tự đánh giá bản thân và suy nghĩ xem họ là loại người gì. Cậu thấy trên TV, rất nhiều người thậm chí còn không biết mình làm sai hay vấn đề của họ là gì. Nhưng cậu thì khác. Đầu tiên, bắt đầu bằng cách tin tưởng vào bản thân và yêu thương chính mình. Tin vào, bản thân, yêu chính mình sao? Mia nhìn vào cạc visit trên bàn. Thật mà, anh không có ai khác ngoài em. Bớt dạo lờ đi. Thế hôm qua anh nói chuyện với con bé nào? Nói thật đi rồi em sẽ tha cho. Đó chỉ là người quen thôi. Cô ấy trở về Hàn Quốc sau chuyến du học và còn mang một số đồ ăn về, nên bọn anh mới ăn tối và trò chuyện với nhau một chút. Chỉ có vậy thôi. Gì cơ? Anh mong tôi sẽ tin điều đó hả? Đàn ông là đồ dối trá mà. Hóa ra là thằng em đang xem phim truyền hình mèo chó dài tập. Thế giới động vật mà cũng đờ ra ma quá. Đúng lúc đó thì Jay và Minu cũng về đến nhà. Sao vậy, cậu lại cho rượu vào đồ uống hả? Bị điên à? Hầy, nó chỉ là sai lầm nhỏ thôi. Hai ông anh lại cãi nhau rồi. Từ từ đã. Họ thường nói yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Có lẽ nào? Thấy có mùi đam mỹ ở đâu đây? Nhìn gì nhóc? À không có gì. Trên TV cặp đôi chó mèo đã làm lành với nhau. Em ổn rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Rồi hai đứa hôn nhau. Bỗng nhiên TV bị tắt đúng đoạn hay. Hóa ra là boy số hưởng dây. Chắc cậu bạn vẫn còn hơi sang chấn sau khi được Sally tặng quà sinh nhật. Ơ, sao anh lại tắt đi? Đang cảnh quan trọng mà. Đừng có coi mấy cái thứ tào lao này nữa. Trả lại điều khiển cho em. Có vẻ như cậu ta còn cảnh giác. Tại trường Sunny. Nè các cậu muốn chết hả? Đứa nào? Thằng nào trong mấy cậu bỏ cái thứ kỳ lạ vào đồ uống? Khai ra mau. Hay để tôi nói với ông về chuyện này. Ờ không phải, chỉ là vì là sinh nhật của Jay nên tôi muốn làm cho cậu ta một cốc đồ uống thôi mà. Với cả bọn tôi cũng muốn xem cậu ta say trông sẽ như thế nào. Nhưng mà tự nhiên cậu lại giành cái ly đó, nên... Đúng đó, tôi không liên quan gì trong vụ này. Tôi chỉ muốn giúp cậu ta thôi. Hóa ra đó là lý do cậu bỏ rượu vào đồ uống sao? Chuông rồi mà sao lớp vẫn ồn ào thế? Cảm ơn thầy. Tự do rồi. Chết tiệt, tôi sẽ xử lý các cậu sau. Ông tướng Jay ngồi trong lớp vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Có chuyện gì với cậu kia vậy? Sao em lại đội mũ bảo hiểm trong lớp? À, em xin lỗi. Không phải ai cũng có thể trở thành vua xe đạp, cậu ấy đội mũ và rèn luyện hình ảnh đi xe kể cả khi cậu ấy không ở trên xe đạp. Thật tuyệt vời. Đến tiết thể dục mọi người đang chơi bóng ở dưới sân. Bóng chuyển đến tay ai đó, lại là Jay với chiếc mũ bảo hiểm. Này chuyển đi, cậu đang làm cái gì vậy? Có vẻ như cậu ta không chơi được gì ngoài đạp xe. Với tôi thì trông cậu ta có vẻ không hứng thú lắm. Cố lên Jay. Tôi sẽ tặng cậu một nụ hôn nữa nếu như cậu ghi bàn. Toang rồi Jay ơi. Cái gì? Hôn ư? Này, mày đã làm gì với Sally hả? Nụ hôn khác? Ý cô ấy là sao? Mia ngồi trên khán đài theo dõi mọi thứ. Chắc cô ấy buồn lắm. Sao lại ngồi đây một mình vậy? Lớp tôi có tiết thể dục với lớp cậu hôm nay đấy. Có vẻ như cậu ta khá thích chiếc mũ bảo hiểm đó. Cậu ta không thể hiện gì khi chúng ta tặng nó. Nhưng cậu ta đã đội nó cả ngày hôm nay rồi. Ra, tôi mừng vì cậu ấy thích. Thế vậy có chuyện gì khiến cậu bận tâm mấy ngày nay à? Ừ thì... Thật ra tối hôm qua, khi tôi nói chuyện với Sally, tôi nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình một chút. Vậy, tôi đã nhận được lời đề nghị từ công ty người mẫu và tôi đang nghĩ về nó. Có thể, tôi sẽ thử. Âu, tuyệt đó. Có ai đó đã để ý đến vẻ đẹp của cậu rồi. Làm đi. À tình hình là, tôi mới chỉ nhận danh thiếp thôi. Tôi chưa thực sự hiểu về nó lắm. Với cả cũng lâu lắm rồi kể từ khi anh ấy đến gặp tôi. Thật đáng sợ khi phải thử gì đó mới. Mia, cậu không nhớ lần đầu tiên cậu thử đi xe đạp à? Cậu đã rất sợ đến mức không thể đạp và rồi cậu ngã, nhưng dần cậu đã có đủ can đảm và nó không còn là vấn đề lớn nữa. Mọi thứ đều đáng sợ với lần đầu. Cậu chỉ cần nhắm mắt mà làm thôi. Thực ra thì, tôi luôn nghĩ cậu sẽ xinh đẹp hơn nhiều nếu bỏ kính ra đó. Ahaha, không hề đâu. Dù sao, đã có một chàng trai nhận ra được vẻ đẹp của cậu, thế nên đừng tập trung quá nhiều vào một thứ gì đó mà hãy nhìn xung quanh đi. Hả, ý cậu là sao? Mấy cô cậu nghĩ tiết thể dục là được ngồi ở đây để mà nói chuyện hả? À, tụi em xin lỗi. Ahaha, thiết nghĩ nên ra chơi đá bóng với mấy đứa thôi. Hey boy, sắp có cuộc đua rồi đấy, không có thời gian làm việc tào lao đâu. Tập hợp thành viên trong nhóm cậu lại đây. Các cậu chuẩn bị kéo lốp xe đi. À, vâng. Vào buổi tối tại một quán cà phê, Mia đang ngồi đợi ai đó. Xin chào, em có phải Mia Kim, người vừa gọi cho anh không? Xin lỗi vì giờ em mới liên lạc với anh. Haha, không sao đâu. Em vừa mới đi học về đúng không? Vâng ạ. Anh đang nghĩ là em không có hứng thú gì cơ, gì cũng đã qua một tuần rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã gọi cho anh. Đây là cuốn tạp chí mà công ty anh xuất bản vào tháng trước. Em xem qua đi. Dạ vâng, ở đây là bà chị ở đội Tajan Tula mà. Có một hãng mới tên Palace sẽ du nhập thị trường Hàn Quốc vào tháng tới. Vì nó là một hãng thời trang đường phố, nên thay vì mời những người mẫu nổi tiếng, bọn anh đang tìm kiếm những mẫu đơn giản, ưa nhìn và năng động. Là em chính là tiêu chuẩn mà bọn anh mong muốn. Em thực sự phù hợp sao? Em thậm chí không có xinh đẹp. Ồ không, em thật sự rất phù hợp đó.
xin lỗi nhưng phiền em tháo kính ra một chút được không? A được ạ. Đúng như anh mong chờ, trông em xinh hơn khi không có mắt kính đấy. Nhìn em trông khác hẳn. Mắt em cận nặng lắm à? Vâng, em cận từ khi còn học cấp 2 rồi ạ. Vậy thì bỏ cặp kính đó đi và thay bằng kính áp tròng ấy. Em sẽ còn thu hút hơn nữa. Đeo lên làm em cảm thấy không thoải mái lắm. Hơn nữa, cặp kính này được một người tặng cho em. Có phải là chàng trai em thích không? Dạ, không phải ạ. Chúng em chỉ là bạn bè trên trường thôi. Ha ha, vậy tối thứ bảy em có rảnh không? Chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt và tiện thể đi luôn vào việc chụp ảnh. Được ạ, tại tiệm sửa xe, chị có thể sửa được những phần bị nứt hay hư hại nhỏ. Nhưng cái bánh xe thì nó gần như bị hỏng rồi, nên xe đang trong tình trạng khá tệ đấy. Tuy nhiên các em cũng chưa phải là dân chuyên, nên có thể dùng nó được 1 đến 2 lần nữa. Chết tiệt, cái bánh đó trông cũng khá ngầu mà. Hãy nhẹ nhàng với nó thôi. Tôi đoán tôi đã làm chiếc bánh tổn thương khi bắt nó phải đi nhanh, trong khi khung bánh bị hư. Dù sao thì, loại bánh đĩa này cũng không thể hoạt động khi lái nó trên những đường nhiều bùn đất, nên chị đã thay nó để em không gặp thêm rắc rối gì trong vòng đua tới. Dạ vâng. À đúng rồi. Chẳng phải chị và anh Jun đi xem phim cùng nhau gần đây sao? Cái gì cơ? Hả, em đang nói cái gì vậy? Chắc là nhầm với ai đó rồi. Ôi, chị nghĩ em nhìn nhầm sao? Ha ha ha, cứ cho là như vậy đi. Đủ rồi đó. Mấy đứa con có cuộc đua vào ngày mai, vậy nên đừng có nói linh tinh và đi luyện tập đi. Chị tức giận khiến cho chuyện càng ngày càng rõ ràng hơn đó ha ha ha. Xe sửa xong rồi đó. Biến đi. Dây đang bơm lại lốp cho xe của mình. Lúc nào cũng trong tình trạng đội mũ bảo hiểm vậy ba. À mới sắm lốp mới à. Ê cậu có nghe thấy chuyện Jom nói lúc nãy không? Có vẻ như bà chị Harry và anh Jun nhà ta đang hẹn hò đấy. Anh chàng Jun này, chắc phải cẩn thận hơn với những người ít nói thôi. Như cậu vậy. Hỏi chấm. Nè. Sao? Cậu và Sally nên chính thức đi. Tự nhiên lại nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đã bảo rồi, tôi không có hứng thú với chuyện hẹn hò. Thế cậu không quan tâm về việc cô ấy hôn cậu à? Giả vờ giả vịt, ngại chết mẹ, im đi. Và, thật lòng thì, cậu biết là Mia đã thích cậu từ lâu đúng không? Cậu có biết mấy đứa đang đồn gì về cậu không? Chúng nó bảo có khi cậu bị gây ý. Cái gì cơ? Dù sao thì, như tôi đã nói, tôi sẽ chăm sóc Mia. Vậy nên cậu cũng hãy chăm sóc Sally đi. Tại một khu bỏ hoang, vẫn là Ghost Crew với chiếc búa. Lại một chiếc xe nữa trầu trời. Cái đờ mờ chúng mày, biết cái xe đó bao nhiêu tiền không? Tao đã phải nhịn đói để dành tiền mua nó đấy bọn khốn. Đã chơi thì phải chịu chứ. Nhưng chuyện này là quá quát lắm rồi. Tao sẽ báo công an. Ha ha, bằng chứng đâu? Đúng là thằng đàn bà. Này Hoang ơn, mai là đến ngày đua rồi, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi đi chứ. Tao rất muốn đua với cái thằng đó một lúc nào đấy. Làm thế nào để thuyết phục nó đây? Ý mày là thằng nào? Cái thằng siêu tân binh ở vòng loại. Tại nhà của Vinny, đang ngủ thì có ai đó rửa bát khiến cậu tỉnh giấc. Mẹ ư, con dậy rồi à? Con đã bảo mẹ ở bệnh viện cơ mà. Sao mẹ lại về đây rồi? Ở bệnh viện làm gì? Tốn tiền lắm. Mẹ còn nhiều việc phải làm để giúp con tốt nghiệp nữa chứ. Con đã bảo rồi, con không cần gì cả. Dù sao thì ở trường. Hả, có chuyện gì xảy ra ở trường ư? Tại sao hôm nay con không đi học? Không có gì, hôm nay là kỷ niệm trường nên con được nghỉ. Thật không đấy, nếu con giấu mẹ chuyện gì. Ê Vinny, làm gì đấy? Lại ngủ à? Đúng lúc ghê, là bọn Minu và Jom đập cửa sổ bên ngoài. Dậy đê, ngủ gì giờ này? Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rồi đấy. Đừng có hối nữa, cậu ta cáu lên bây giờ. Im đi. Đợi đấy tôi ra bây giờ. Các cháu là bạn của Vinny hả? À, cô là mẹ của Vinny ạ. Dạ cháu chào cô. Cậu quên hôm nay chúng ta cuộc đua đúng không? Tôi đã bảo là không rồi. Thôi, chúng ta đi. Chú của nhà tôi sẽ chờ mọi người. Hả, họ ngủ rồi sao? Không thấy lo lắng gì à? Ha ha, cứ để họ ngủ một lúc đi. Đồ ăn và giấc ngủ là hai liều thuốc rất tốt cho sức khỏe mà. Chú cảm thấy rất vui khi Jom có những người bạn tốt như các cháu. Chú từng rất lo lắng cho nó khi suốt ngày nó chỉ biết đánh nhau với bộ dạng thảm hại. Nhưng có vẻ như thằng bé đã thay đổi rất nhiều từ khi nó kết bạn, và nó cũng có chí hướng nữa. Cho dù là sở thích hay thể thao, đi cùng nhau và luyện tập chăm chỉ có vẻ như rất tốt đó. Tại trường Gan, xung quanh cái lớp học toàn là tiếng chửi thề. Đúng là toàn giống được có khác. Ha ha, thấy chưa, số tao quá may mắn mà. Mày luyện tập rồi đúng không? Ha ha, tao có thể dễ dàng đánh bại chúng mày kể cả dùng chân. Ván nữa không? Vừa dứt câu thì thằng bé ăn ngay cái dép vào mặt. Này thằng chó, bé cái mồm thôi. Ồn ào quá, để yên cho tao ngủ. Xin lỗi. Thằng hèn đó còn chả dám ho hay gì khi Vinny ở đây. Này Su Hi Úc, bật tivi lên một chút đi. Tivi sao? Có chuyện gì thế? Tao muốn xem Vinny ở trên truyền hình. Vinny, lên tivi sao? Nghe buồn cười vờ lờ. Tại sao thằng thua cuộc đó lại được lên tivi? Đài truyền hình bị ngáo hay gì? Sĩ sĩ rồi sung nó đấm cho bỏ mẹ. Có vấn đề gì à? Hai thằng nhìn nhau cháy mặt. Chúng mày nhìn cái gì? Tao đi ngủ đây nói bé thôi. Hôm nay có trận bóng đá sao? Sung nhớ lại những ngày vừa rồi. Hút không? Tao bỏ rồi. Vậy thôi, tao cũng nên bỏ thôi. Nốt điếu này, văn của mấy ông nghiện đây mà. Mẹ mày sao rồi? Bà ấy ổn chứ? Hiện tại thì vẫn có thể sẽ phải phẫu thuật một lần nữa, nhưng hiện giờ thì vẫn ổn. Ngày mai là vòng đua tiếp theo phải không? Hãy chắc chắn là mày sẽ thắng đấy.
nhìn vào camera đi ạ. Ôi xương khớp tôi đờ quá. Cảm ơn đã cho chúng cháu đi nhờ. Chúc may mắn nhé. Trời hôm nay đẹp đó. Nè Hummingbird. Hello. Chăm sóc sức khỏe tốt chứ? À, lâu không gặp. Chúng tôi khá ổn. Joe, bro, lại gặp rồi này. Ôi my baby. Tao nhớ mày lắm đó. Thằng này ảo lắm rồi đấy. Ê đồ điên tránh ra. Mày dạo này sao rồi, có khỏe không? Lần này lại gì nữa đây? Ôi, đế đã nát thế này rồi ư? Cậu không chăm sóc nó tử tế đúng không? Được rồi, bỏ tôi ra đi. Tôi rất mong chờ vào cuộc đua của các cậu hôm nay đấy. Mà đằng nào chúng ta cũng thắng mà, ha ha. À cậu biết không, từ lúc vòng loại, có rất nhiều người đã để ý cậu đấy. Tôi cũng thế ha ha. Âu dây, có vẻ như cậu nổi tiếng rồi đó. Đây là người yêu của tôi. Ồ, vậy là cậu, hẹn hò với cô tóc vàng này à? Tự nhiên tôi thấy, có chút yếu thế. Kia chẳng phải là cái cậu đeo kính lập kỷ lục rip trong chặng 2 trận sơ kết sao? Phải, cậu ta đó. Lần này cậu ta lại thi ư? Này, Monster, có vẻ như mọi người đang chú ý tới cậu ta hơn là cậu đấy. Trông Monster lạnh lùng ghê. Âu, mấy cậu trai trong đội kia hát thật đấy. Ờ, cậu tóc đỏ đâu rồi? Nana Chan, cậu đang theo dõi đội khác sao? Ghê đấy. Bốp, heo hồng ăn một quả tát trời giáng. Cậu làm tôi sợ đấy. Theo dõi cái gì mà theo dõi? Thế cậu đứng đấy chụp ảnh một mình làm gì? Tôi chỉ đánh hơi thấy mùi ngọt ngào từ những chàng trai nóng bỏng đằng kia, nên tôi đi theo họ theo bản năng thôi. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Đúng là biến thái thực sự. Ghê vậy gái ơi, bìa tạp chí vừa rồi đỉnh quá. Ý cậu là sao? Trông tôi như một con heo vậy. Sao tên thợ ảnh đó lại có thể chụp từ phía dưới lên cơ chứ? Thôi nào, nhìn cậu ổn mà. Hả? Là Vinny. Hay đầu đỏ. Hello. Và anh đếch thèm quan tâm. Các cậu thấy không? Cậu ấy giơ tay vẫy lại với tôi đấy. Lại nữa rồi. Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang giơ tay đeo tai nghe thôi. Chặng đầu tiên của trận chung kết sẽ sớm được bắt đầu. Các đội xin mời tập hợp tại trung tâm hội trường. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trông con boss nằm ngủ kìa. Ra hôm nay được về sớm. Mình sẽ xem TV một lúc rồi học bài. À mà đúng rồi. Này, mai có cuộc đua đấy, ăn đi. Phải ha, nay không có cuộc đua mà. Thằng em cũng bắt đầu mê rồi đó. Chúng tôi sẽ nói về cuộc đua tiếp theo đây, trước khi chặng đầu của chung kết được diễn ra. Trường đua lần này sẽ là khu công nghiệp xây dựng. Trận đấu giữa các team với nhau. Vì là ở trong một khu công nghiệp phức tạp với rất nhiều dạng đường khác nhau, vậy nên sẽ xuất những vật cản không thể lường trước được, khiến nó trở thành một trường đua vô cùng nguy hiểm. Sẽ có nhân viên bảo hộ được cử đến mỗi đoạn để đảm bảo đối phó với những tai nạn có thể xảy ra. Đầu tiên, hai đội một lượt, mỗi đội cử ra 2 thành viên sẽ cùng nhau tham gia tranh đấu với đội còn lại. Những thành viên trong đội có thể sử dụng các trích để giúp cho đội mình thắng. Ví dụ như là chặn đầu, giữ chân, vân vân. Đội nào có thành viên về đích trước thì sẽ là đội chiến thắng. Âu, trận này khá là cạnh tranh đấy. Có vẻ như sẽ xuất hiện vết thương từ vòng này rồi đấy. Vinny nở nụ cười nham hiểm. Các đội được sắp xếp trên bảng điện. Hummingbird sẽ đấu với Smart Crew. Smart Crew sao? Đúng như tên của đội, trông toàn mặc sách. Hummingbird à, là họ sao? Hả, là mấy người có màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại đây mà. Chúng ta nên lo lắng đi là vừa, ha ha. Nào bây giờ, chúng ta phải chọn 2 thành viên sẽ tham gia. Ai sẽ? Tôi đi. Gì cơ? Tôi chưa từng thấy tên mọt này nhiệt tình như vậy. Cậu bị cái gì nhập à? Vậy ai là người tiếp theo? Tôi tham gia. Tôi luôn mong chờ một ngày sẽ được đua cùng cậu. Đúng là cơ hội tốt. Trông mặt Vinny gian xảo quá. Mình thấy hơi có điểm ả nha. Lượt thứ 5 của chúng ta đang trở nên khó nhằn. Còn 200m nữa để về đích. Tấn công đi. Cảm ơn bro. Tên khốn tránh ra. Đừng có mơ. Trước mặt xuất hiện ngay một chiếc cột thép. Tai nạn đã xảy ra. Vậy là sau một vài biến cố thì đội Flying đã giành vị trí thứ nhất. Lượt thứ 6 xin mời chuẩn bị. Siêu tân binh đây rồi. Cậu ta là người bẻ cua siêu đỉnh đúng không? Hai thành viên đã sẵn sàng. Tại trường Gun, trận đấu giữa đội Hummingbird và đội Smart sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hả, người trong mũ bảo hiểm đỏ là Vinny không ư? Cậu ta bỏ học để làm thứ đó à? Tại sao họ lại phải làm quá về việc đua xe như vậy? Tại nhà của Jay, không phải đội Hummingbird đã có phần thi xuất sắc trong trận sơ kết sao? Tôi đoán vì vậy mà tôi rất mong chờ trận đua này. Tại trường Sunny, cho nên trước tiên, để tìm được ẩn. Hả, úi giời đúng bài của học sinh rồi. Sao họ không nhanh nhanh và bắt đầu cái trận đấu chết tiệt này đi? Ôi mẹ ơi, các em mất trí hết rồi hả? Bây giờ đang là giờ học. Dạ thầy ui, họ đang có trận đua ngày hôm nay ạ. Chuẩn bị, sẵn sàng. Vậy chúng ta chỉ cần đua càng nhanh càng tốt đúng không? Đúng rồi, tôi sẽ chặn một trong hai số họ, nên cậu cần đạp hết sức có thể. Tất cả sẵn sàng. Bùm. Bắt đầu. Đội Smart đang đạp hết tốc lực trong tiếng hò reo của khán giả. Hà, nà ní. Sao họ đỉnh đương thế nhỉ? Họ nghĩ chúng ta không đủ trình với họ ư? Cậu biết không, cậu cũng danh ma lắm đấy. Thực ra cậu đang hưởng thụ cảm giác tiếp cận và bắt kịp họ từ phía sau chứ gì. Kế hoạch là gì? Kế hoạch ư? Với tôi thì đơn giản thôi. Tôi chỉ cần chạm vạch đích trước cậu. Ồ, có nhầm không vậy cả? Biết ngay là có chuyện mà. Nghe vậy Jay cũng không chịu thua, cậu bắt đầu tăng tốc. Chết tiệt, họ bắt đầu bắt kịp rồi. Chạy nhanh nhất có thể đi. Tôi sẽ chặn tên tóc đỏ đang tiến gần đó lại. Được rồi, vậy tôi sẽ đi trước. Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Đừng nghĩ vượt mặt được tôi dễ thế.
có rất nhiều ống và chướng ngại vật phía bên tay phải đường. Chỉ có tên điên mới cố vượt qua nó ở phía bên phải. Nếu mình chỉ cần ép cậu ta sang hướng đó và để mắt phía bên trái thì cậu ta sẽ không thể vượt. Hở, cậu ta đi đâu rồi? Đợi đã, không được. Vinny tặng cho cậu bạn một cũ bẻ lái cực gắt đè lên cạnh những chiếc ống sắt. Cái gì vậy? Thằng đó điên rồi. Vừa bị Vinny vượt mặt thì bên phải lại xuất hiện thêm dây. Chúng ta thiêu thật rồi. Cùng một đội nhưng không ai chịu nhường ai. Đù, cậu tóc đỏ đó không sợ gặp tai nạn à? Sao cậu ta có thể đi như thế cơ chứ? Âu, cậu có thể đoạn đi qua đống ống đó của Vinny không? Cậu ta liều thật đấy. Thằng tóc vàng trông rất căng thẳng. Ngay trong phút chốc, đội Hummingbird đã tự nhiên TV tắt cái vụt. Tôi có điều muốn nói với mọi người. Sau giờ học sẽ có giải đố. Chưa kịp dứt lời thì cậu bạn mái trẻ đôi ăn ngay cây gậy. Đờ mờ, mày không thấy đang đoạn gây cấn à? Ông bạn tóc vàng chính thức tham gia vào fan club. Bật lại TV trong 3 giây trừ khi mày muốn ăn cháo cả đời. Cậu bạn bên Flying Team vượt lên đằng trước đang bắt đầu đuối sức. Chúa ơi, con sợ quá. Con đang bị đuổi theo sau bởi hai con quái thú điên loạn. Nội dung review của hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn thích video này thì hãy mình một like cũng như một sub và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Các bạn có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại dưới phần comment giúp chúng mình để chúng mình có thêm kinh nghiệm làm ra những video chất lượng nhất nha.